Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi trên kênh FPTV. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin cực nóng, lửa thiên đình đang cháy rực, Phan Văn Mãi, Võ Văn Minh tím tái mặt mày, đích thân bác Trọng tuyên bố, anh sai tôi xử luôn cả anh. Thưa quý vị thân mến, Trung ương tiếp tục lên tiếng vụ việc của cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Chính quyền hai tỉnh thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh là Bình Dương phải chịu trách nhiệm chính thức điều tra. Ai là kẻ để vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng đi quá xa? Ông Mãi và ông Võ Văn Minh chính thức bị Trung ương réo tên ngay tại Quốc hội. Lần này thì có chạy đằng trời. Thưa quý vị, vậy là cho đến thời điểm hiện tại, cô Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố bắt tạm giam hơn 40 ngày và cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết đẩy nhanh chế độ điều tra vụ án. Và trước mắt đã có những diễn biến rất là hành động rõ rệt. Vậy sau ngày bị bắt, chúng ta thấy những gì qua drama này? Đầu tiên là việc điều tra về phía cô Phương Hằng và đồng thời, lần lượt những phe phản diện cũng đã đều được mời lên đồn, ông giáo mời lên uống trà. Thế nhưng xét trên việc làm này, nhiều người cho rằng giá như nó được hoạt động sớm hơn, quyết liệt hơn thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Nếu được giải quyết triệt để từ những manh nha ban đầu thì cô Phương Hằng sẽ không có những phát ngôn đi qua giới hạn để giờ đây phải lâm vào hoàn cảnh bị khởi tố bắt tạm giam. Một bộ phận anti cô Phương Hằng sẽ không cảm thấy khó chịu trước những lời phát ngôn có phần hơi thô nhưng rất thật của cô ấy. Và còn những người yêu mến cô Phương Hằng thì sẽ không cảm thấy quá là bất mãn và thương xót cho nữ CEO. Vậy quy kết trách nhiệm của những tác hại tiêu cực này ai và cơ quan tổ chức nào phải chịu trách nhiệm? Bởi lẽ chúng ta thấy chính là hai cơ quan thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, mà người đứng đầu hai địa phận này chính là ông Công an, thành phố Hồ Chí Minh chính là ông Phan Văn Mãi và ông Lê Hồng Nam và cả ông Võ Văn Thưởng. Bởi vì như chúng ta cũng đã thấy, qua đời drama này diễn ra gần 2 năm, hai bên đều lên mạng xã hội chửi ra rã lẫn nhau. Và có lẽ những lời lẽ hành vi mà chúng tôi tin chắc rằng cơ quan nhà nước sẽ nắm rất rõ. Tuy nhiên lại không xử lý mà để tận bây giờ. Và theo như đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ rằng, khoảng trống trong quản lý nhà nước nếu thấy công dân có vấn đề thì các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm là uốn nắn và chúng ta mới sinh ra luật, là phổ biến pháp luật. Mà trong thời gian dài phe phản diện cũng không kém, họ cũng lên mạng xã hội, lên Facebook, YouTube và cũng tương tự là tự tung tự tác, tự lên mạng nói gì cũng được, đem đông rác ảo tưởng để ném ra đường, giống như kiểu xả rác thông tin và ra đường. Thế là chúng ta thấy rằng chính quyền cũng là người có lỗi, chính quyền địa phương sở tại phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Cơ quan công an duy trì an ninh mạng không thể để cho như thế được, để một thời gian dài, đây là một lỗ hổng về mặt quản lý cần phải là lấp đầy. Thưa quý vị, lời phát biểu của vị đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói chúng tôi hoàn toàn đồng ý, vì nhận xét của ông rất là công tâm, không bênh vực ai cả, mà trình bày thực trạng của hai cơ quan chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã ở đâu trong suốt một năm qua, khi mà cô Phương Hằng lên mạng livestream gào thét mãi cho đến khi cao trào mới là có sự vào cuộc, và tại sao không giải quyết chế điểm từ mầm móng có phải là vừa dễ mà lại có những hạn chế được hậu quả tác động đến xã hội hay không? Không những cô Phương Hằng mà phe phản diện cũng có rất nhiều người lên mạng xã hội rao rã hàng ngày hàng giờ làm YouTube, Facebook chửi lại bà Phương Hằng, thậm chí còn có những người nêu ra hết luận điểm này đến luận chứng kia và để phân tích mà toàn những luận điệu thật là vẽ vời. Vậy thì xin hỏi có phải là rác thải của xã hội hay không? Và cũng bàn luận về vấn đề này thì bác Đặng Quang Quỳnh cũng đã nói thẳng hai đơn vị chính là chính quyền tỉnh Bình Dương và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khi quy kết trách nhiệm về hậu quả của drama của bà Phương Hằng, thì chúng tôi xin chia sẻ lại để quý khán thính giả sẽ tiện theo dõi bài học từ drama của cô Nguyễn Phương Hằng. Như chúng ta biết rằng, ai đã là công dân của một đất nước thì vấn đề thượng tôn pháp luật là điều đầu tiên trong bài viết này, thì cụ Đặng Quang Quỳnh đã chỉ rõ, đề cập một khía cạnh trong toàn bộ drama của bà Nguyễn Phương Hằng, đó là vấn đề thượng tôn pháp luật, thì cụ nói rằng là cụ hoàn toàn đồng ý với ý kiến luật sư đại diện đại biểu Trần Trọng Nghĩa khi quy kết trách nhiệm về hậu quả drama có phần trách nhiệm của chính quyền tỉnh Bình Dương. Và theo cụ bổ sung thêm, không chỉ Bình Dương mà còn có cả là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đó là hai ông Võ Văn Minh và ông Phan Văn Mãi. Cụ nhất trí với lại phát biểu trên diễn đàn 216 của nhà báo Lê Văn Tòa, chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Nếu mà các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết sớm vụ việc CEO tố cáo thì đã không gây ra những hệ lụy như ngày hôm nay. Những người có ăn có học thì khi mà thông hiểu và nắm vững luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phải có những nhận thức đúng đắn. Như vậy là rất tiếc cho công dân và các cơ quan chức năng trong việc thực tế là giữa nói và làm trong thực thi pháp luật vẫn còn một khoảng trống. Nếu mà làm đúng thủ tục giải quyết tố cáo từ cấp cơ sở cho đến là cấp trên,
cũng như là các văn bản của cơ quan nhà nước thì đã khác. Luật khiếu nại tố cáo và nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có cả đấy, nhưng công dân cơ quan chức năng có thuộc hay không? Và có làm đúng theo như vậy hay không? Tại sao lại để tình trạng một công dân tốt như cô Nguyễn Phương Hằng, Vi Oanh, Võ Hoàng Yên, các luật sư, nhà báo, các nghệ sĩ tố cáo qua lại gần một năm trời mà không giải quyết rốt ráo dứt điểm? Tại sao chỉ khởi tố vụ án khởi tố bị can ở một phía là bà Nguyễn Phương Hằng? Vì sao những người tố cáo có biểu hiện đánh hội đồng vào doanh nghiệp, quỹ từ thiện Đại Nam, việc làm ích nước lợi nhà lợi dân thế nhưng lại không bị xử lý? Do đâu mà những cá nhân là doanh nhân, báo chí, nhân danh, truyền thông xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách trái ngược quan điểm của đảng và nhà nước vẫn nằm trong vùng cấm, không bị các cơ quan chức năng của đảng và chính quyền giải quyết? Và có rất nhiều câu hỏi vì sao và tại sao, do đâu vẫn treo lơ lửng không làm cho cán bộ đảng viên công dân là thông suốt. Khi tiếp xúc với các vị lãnh đạo cách mạng được kết nạp từ thời đảng ta, mang tên Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam, các cựu sĩ quan cấp tướng và tá, các nhân sĩ và trí thức là giáo sư, tiến sĩ khoa học, các cấp, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, thì đa số đều bảo thật là khó hiểu và khó chấp nhận được khi một sự việc như vậy. Một đất nước cường thịnh thì một xã hội văn minh dân chủ công bằng và mỗi người mỗi tổ chức đều phải có ý thức là thượng tôn pháp luật. Thật buồn và xót xa khi thấy ở diễn đàn nghị trường quốc hội có ý kiến phản ánh đại loại luật là để cho dân chứ không phải là cho quan, hay là có cả một trường luật nhưng lại xử theo luật rừng, bất bình đẳng trong thực thi pháp luật. Như thế thì thật sự nguy tài và hệ lụy hơn. Lời phân tích của bác Đặng Công Quỳnh đã nhận về nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng, từ những người theo dõi drama, những người hiểu biết, có tâm và có tầm, lên bài thật sự hay và rất là thuyết phục. Nếu mà sự việc này cơ quan chính quyền là Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý rất ráo rất để sự việc ông Võ Hoàng Yên và đưa ra ánh sáng, bà Hằng đã không có kết quả như ngày hôm nay. Từ đầu thì như chúng ta đã biết rằng, vụ drama này chỉ xuất phát từ CEO Phương Hằng là tố cáo ông Võ Hoàng Yên và kết quả của công an đưa ra là ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu là lừa đảo, hoàn toàn là không phục người dân và cũng không phục. Qua phát ngôn của cô Phương Hằng, chúng ta thấy rằng có sự trần trụi đến nách lòng. Chính vì những người cầm cân nảy mực trong bộ máy chính quyền cứ ỏi e vì sao, không giải quyết để lũ khó nạn chúng nó lộng hành, ngồi lên trên pháp luật, ngồi trên cán cân và thách thức nhân dân, trơ trẽn đốn mặt. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng, quan to quan liều, thờ ơ vô cảm vô tình, để mặc cho những kẻ xấu xa đủ mọi thành phần, cấu kết bày đàn, xuyên tạc, bịa đặt vu khống, đánh phá doanh nghiệp, đánh phá quỹ từ thiện hãm hại ba CEO Nguyễn Phương Hằng. Nên cô ấy đã gào thét kêu cứu ròng rã hơn một năm rồi để được bảo vệ, nhưng các cơ quan chức năng đều im lặng đến một cách thật là đáng sợ, với những lá đơn cô gửi đi mà không hề được xem xét và xử lý. Và đến khi cô ấy gào thét liên tục kêu cứu, thì bị kép vào tội 331, và ông mãi thật là quá đáng buồn, quá ức cho cô ấy. Cá nhân tôi cảm thấy câu chuyện cô CEO Nguyễn Phương Hằng rồi sẽ chìm tất cả giấc mơ của cô Nguyễn Phương Hằng đã rõ một một, nhưng không một ai dám mở những giấc mơ đó. Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 40 ngày rất là đau xót và xót xa uất ức trong lòng, nhiều trăn trở trong lòng người dân, những người dân thấp cổ bé họng thì không có tiếng nói. Thêm một câu hỏi nữa, tại sao những người tử tế hết lòng cống hiến là tiền bạc của cải cá nhân giúp ích cho đời cho nhà nước, người nghèo thì bị tạm giam, còn những tên ăn trên sương máu đồng bào, chống phá doanh nghiệp, làm suy thoái đạo đức kinh tế thì vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tại sao đúng là phải học để biết cái phạm trù được bảo vệ của người đi tố cáo, nhất là tố cáo những tên trùm của các loại trùm, nhất là mấy thành phần báo cực bẩn như là cái cô Hanny và Đức Hiển con vòi bạch tuộc. Nước muốn mạnh phải có nhiều tấm gương dũng cảm, kiên cường và bất khuất như cô Nguyễn Phương Hằng. Vâng, kính thưa quý vị, để sự việc của cô CEO Nguyễn Phương Hằng không bị chìm xuống, kênh của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin đến quý vị. Rất mong ai yêu chính nghĩa luôn ủng hộ kênh. Và quay trở lại một chút vào tháng 2 thì như quý vị cũng đã biết là cô Nguyễn Phương Hằng đã cùng chú Dũng Lò Vôi bay ra Hà Nội để đi tìm công lý. Theo như lời của cô Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố đã không tin vào kết quả điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an. Đúng thôi thưa quý vị, cơ quan điều tra kết luận là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Bình, lăng băm Võ Hoàng Yên thì không có cái dấu hiệu là vi phạm phạm tội. Đó là chuyện của cơ quan điều tra, còn tin hay không là quyền của cô Nguyễn Phương Hằng và quyền của mọi người. Ai mà có thể tin được, phải không quý vị? Khi mà Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là Bộ Công an không cần coi sao kê của các cai cương sĩ, cũng có thể cho là tráng án, mà tới giờ đây vẫn không bị cơ quan chức năng làm việc. Đúng là vùng đất cấm. Và cô Phương Hằng là người tố giác mà quyền của người tố giác là chấp nhận hay không chấp nhận kết quả điều tra.
Nếu như anh không chấp nhận kết quả điều tra thì có thể là tiếp tục đi tìm công lý, là cái chuyện đương nhiên và là cái chuyện thường tình. Như quý vị cũng đã biết thì Châu Dũng và cô Phương Hằng đã không bỏ cuộc. Nói thiệt là làm, chứ không phải là nói chơi, chứ không phải là nói cho được lòng. Và điều này đã cho thấy cuộc đấu tranh cho cái thiện với cô Phương Hằng vẫn chưa hề kết thúc.